kính chào quý vị tôi là trương tiến hiện nay mọi người đã nhận ra đại quả đang giáng xuống chúng ta chỉ những ai mong mọi chúa đến trên một đám mây trắng đang nín thở mà chờ đợi sau bao nhiêu năm chờ đợi họ vẫn không thấy ngài đến trên một đám mây trắng mà lại thấy tia chớp phương đông đang làm chứng cho công tác phán xét vào thời kỳ sau đốt của đức chúa trời toàn năng nên họ cảm thấy thất vọng vô cùng họ mong đợi chúa người trên mây mà đến và cất thẳng họ lên trời để họ được tương ngộ với chúa chứ họ không ngờ ngài sẽ thực hiện công tác phán xét khi ngài tái lâm họ hoàn toàn không muốn chấp nhận điều đó nhiều người đã nghe theo các thế lực địch lại đến chris của giới tôn giáo lên án sự xuất hiện và công tác của đức chúa trời bọn họ nghĩ rằng chúng tôi đã được tha thứ mọi tội lỗi và đã được đức Chúa trời cho nên công chính nên không cần sự phán xét của đức Chúa trời nữa chúng tôi đang chờ đợi đức Chúa đưa vào dân quốc của ngài để tận hưởng phước lành của ngài họ khư khư bám vào quan niệm mà không chịu tìm kiếm cũng như tìm hiểu con đường thật chính vì vậy cho tới giờ họ vẫn chưa nghe tiếp Chúa mà bị rơi vào các thảm họa việc này hoàn toàn ứng nghiệm những lời của đức Chúa Giêsu vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có Thì họ sẽ dư dật Nhưng kẻ nào không có Thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa Còn tên đầy tớ vô ích đó Hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng Nhưng thực sự vẫn còn rất nhiều người yêu lẽ thật Và khi họ đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng Họ thấy chúng đầy quyền năng và thẩm quyền Đều là lẽ thật Họ nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời và họ không còn bị quan niệm kìm hãm nữa mà tiếp tục tìm hiểu con đường thật. Những câu hỏi đầu tiên của họ chính là Tại sao Đức Chúa Trời vẫn cần phải thực hiện công tác phán xét khi họ đã được tha tội và được Đức Chúa Trời cho nên công chính? Và cách Ngài làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại qua công tác đó vào thời kỳ sau rốt? Đây là hai câu hỏi quan trọng và rắc rối nhất mà những ai đang tìm hiểu con đường thật bằng mọi giá phải hiểu được. Hay bắt đầu với lý do mà Đức Chúa Trời cần thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Vấn đề này khá mơ hồ với nhiều tín đồ tôn giáo. Họ nghĩ như vậy. Tôi tình Chúa đã tha tội rồi và Đức Chúa Trời không coi chúng ta có tội nữa. Nên chúng ta có thể được đưa thẳng vào vương quốc của Ngài. Chúng ta không cần sự phán xét của Đức Chúa Trời nữa. Đây là một sai lầm cực kỳ lớn Đúng là Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con người Nhưng mà liệu sự tha thứ đó Có nghĩa là chúng ta đã được làm tính sạch hay không? Liệu có nghĩa là chúng ta Thực sự quy phục Đức Chúa Trời hay không? Không hề Tất cả chúng ta được thấy rõ sự thật này Mặc dù là chúng ta đã được tha tội Nhưng các tín hữu Ai nấy cũng đều đang sống trong dòng lưỡng quẩn phạm tội và thú tội phạm tội vào ban ngày và sau đó họ lại thú tội vào ban đêm. thất bại trong việc tuân dự những huấn lệnh của đức chúa giêsu, cố gắng và thất bại trong việc yêu kính và quy phục chúa. bất kể bản thân quyết tâm làm việc tốt nhưng vẫn nói dối và phạm tội dù lòng không muốn, cho dù có nỗ lực thế nào họ vẫn thất bại để kiềm chế bản thân. thậm chí nhiều người cảm thấy xác thịt của họ quá bại hoại và sống trong tội lỗi thực sự rất đau khổ. Chỉ tại sao mọi người lại không thể tự giải thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi? Tại sao chúng ta cứ không ngừng phạm tội và mắc kẹt trong tội lỗi? Đó hoàn toàn là gì bản tính tội lỗi và tâm tính sa thăng của con người? Đây là căn nguyên của mọi tội lỗi của con người. Nếu như không giải quyết tận gốc tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nó được, mà ta cứ mãi chống đối Đức Chúa Trời, lên án Đức Chúa Trời và đối địch với Ngài hãy nghĩ về những người pha những người có đức tin qua nhiều thế hệ và liên tục dân của lễ chuộc tội tại sau khi jehovah đức chúa trời trở nên xác thịt làm đức chúa giê xu và bày tỏ nhiều lẽ thật họ lại không nhận ra đức chúa giê xu chính là hiện thần của jehovah đức chúa trời mà lại lên án ngài và phán xét ngài thậm chí còn đóng lên ngài lên trên thập tự giá vậy thì vấn đề là gì thời kỳ sau đốt Đức Chúa Trời toàn năng đến và bày tỏ lẽ thật. Vậy tại sao có rất nhiều tín đồ tôn giáo lại kiên quyết từ chối tìm hiểu, lại còn điên cuồng lên án và phỉ bán ngài, kiên quyết đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá một lần nữa? Toàn bộ chuyện này đốt cuộc nghĩa là gì? Nó rõ ràng cho thấy, dù mọi người đã được tha tội, họ vẫn bị bản tính tăng điều khiển, có thể lên án và trong đó Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào sự phạm tội của nhân loại không đơn giản chỉ là chuyện con người làm những việc có tội. Mà điều nghiêm trọng là họ muốn đóng đinh trứng Christ lên thập giá, đứng bày tỏ lẽ thật. Bọn họ muốn đi ngược với Đức Chúa Trời, chống lại lẽ thật, chống lại Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của Ngài. Làm sao những kẻ ô uế và bại hoại chống lại Đức Chúa Trời như vậy xứng đáng bước vào vương quốc của Ngài chứ? Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết tâm tính của Ngài chính là không thể xúc phạm. Nếu những ai đã được tha tội, không được làm cho tinh sạch qua công tác phán xét, mà tiếp tục phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, họ sẽ không bao giờ xứng đáng bước vào dân quốc của Ngài, không còn nghi ngờ gì về điều này. Việc này ứng nghiệm với những lời của Đức Chúa Giêsu. Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào thiên quốc đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi vả tôi mọi không ở luôn trong nhà mà người con thì ở đó luôn và còn có Hebrew chương 12 câu 14 nếu không đền thánh thì chẳng ai được thấy đức chúa trời cho nên đức chúa giêsu đã phán nhiều lần trong công tác cứu chuộc rằng ngài nhất định sẽ tái lâm vậy đức chúa giêsu tái lâm để làm gì là để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của ngài để hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những thế lực của sa để ta hoàn toàn hướng về đức chúa trời và trở thành những người quy phục và thờ phượng đức chúa trời ngài sẽ đưa ta tới mục đích đến tốt đẹp như đức chúa jesus đã tiên tri ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Và còn, vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời có thể thấy rằng Đức Chúa Trời từ lâu đã dự định thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Đây là những gì nhân loại bài quại cần để được cứu rỗi hoàn toàn. Thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài chính là thần của lẽ thật đến giữa con người, dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời bước vào toàn bộ lẽ thật. Việc này hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu. xu Giờ hãy đọc một vài lời của Đức Chúa Trời toàn năng Để làm rõ hơn lý do Đức Chúa Trời cần làm công tác phán xét vào thời kỳ sau đốt Đức Chúa Trời toàn năng phán Mặc dù giê -xu đã làm nhiều công tác giữa con người Nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại Và trở thành của lễ chuộc tội cho con người Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của sa tăng không chỉ cần giê xu trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người mà còn cần đức chúa trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính sa tăng bài hoại của họ và vì thế khi con người đã được tha thứ tội lỗi đức chúa trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi và sự sống. Trước khi con người được cứu chuộc, nhiều nọc độc, độc của sa tăng đã bị gieo vào bên trong họ. Và sau hàng nghìn năm bị sa tăng làm cho bại hoại, họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, khi con người đã được cứu chuộc. Điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao. Nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá nhờ nhút, phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hậu việc Đức Chúa Trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bài hoại trong chính bản thân mình. Họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thánh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời. Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người và không đối đãi với con người theo những vi phạm của họ. Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt, chưa được giải thoát khỏi tội lỗi thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội không ngừng bộc lộ tâm tính sa tăng bài hoại của mình đây là cuộc sống mà con người đang sống một chu kỳ vô tận của việc phạm tội và được tha tử phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để sưng tội vào ban đêm theo cách này cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại, không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình. Họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này. Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi. Trong thời đại ân điển, Đức Chúa Giêsu đã đích thân bị đóng đinh vào thập giá, trở thành của lễ chuộc tội cho nhân loại và cứu chuộc nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Kể từ đó, tội lỗi của con người đã được tha thứ. Đức Chúa Trời không coi chúng ta có tội nữa, nên chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời cũng như đến trước Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không còn coi con người có tội, điều đó có nghĩa là Ngài đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta đã thoát khỏi tội lỗi hay ta hoàn toàn thánh khiết. Chúng ta thực sự vẫn còn bản tính tội lỗi và còn tâm tính sa tăng chúng ta phải trải qua công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau đốt, để sự bài hoại của ta được làm tinh sạch và chúng ta được hoàn toàn cứu rỗi. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong thời đại ân điển lót đường cho công tác phán xét của Ngài vào thời kỳ sau đốt. Như vậy là công tác phán xét của Đức Chúa Trời được thực hiện trên nền móng công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời mới chỉ hoàn thành một nửa công tác cứu rỗi đầy đủ của Ngài. Chỉ công tác phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng vào thời kỳ sau rốt mới có thể hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Và đó là giai đoạn công tác quan trọng nhất trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch. Thực sự quy phục Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Ngài để xứng đáng bước vào dương quốc của Ngài. Bây giờ tôi nghĩ rằng Chúng ta đã hiểu rõ hơn lý do Đức Chúa Trời làm công tác phán xét cho thời kỳ sau đó. Vài người có thể thắc mắc, công tác này làm tinh sạch nhân loại và cứu rỗi nhân loại như thế nào đúng không? Chúng ta hãy cùng xem Đức Chúa Trời toàn năng phán gì về việc này. Đấng Chris của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người. Con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào? Con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao? Con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào? Vân vân. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắc hủi Đức Chúa Trời được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Satan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời cũng chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời. Ngài phê bày, xử lý và tị sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tị sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về đức chúa trời và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về đức chúa trời điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người và diện mạo thực của đức chúa trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của đức chúa trời về mục đích công tác của Đức Chúa Trời và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được, nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bài hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại. Vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình. Họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy và tị sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó, họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hề hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách kinh suất nữa mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của ngài. Ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục. Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện để hoàn thiện con người ngài dùng mọi dạng môi trường để xử lý tâm tính bài hoại của con người và dùng nhiều điều khác nhau để phơi bày con người ở một phương diện ngài xử lý con người ở một phương diện khác ngài phơi bày con người và ở một phương diện khác nữa ngài tỏ lộ con người tìm ra và tiết lộ những bí ẩn tận sâu thẳm lòng người và cho con người thấy bản tính của họ bằng cách phơi bày nhiều tình trạng của họ Đức Chúa Trời hoàn thiện con người thông qua nhiều phương pháp, thông qua sự mặc khải, thông qua việc xử lý con người, thông qua sự tinh luyện và hình phạt con người, hầu cho con người có thể biết rằng Đức Chúa Trời là thực tế. Đoạn này đã giúp làm sáng tỏ việc Đức Chúa Trời làm công tác phán xét của Ngài như thế nào, đúng không? Trong công tác phán xét của Đức Chúa Trời, vào thời kỳ sau rốt, Ngài chủ yếu bày tỏ lẽ thật để phán xét và phê bày thực chất bài hoại của con người cũng như là tâm tính sa tăng của chúng ta để chúng ta có thể thấy sự thật về sự bại hoại của mình và để chúng ta chân thành ăn năn cầm ghét bản thân và khinh thường bản thân từ bỏ xác thịt của mình thực hành lời đức chúa trời đồng thời đã được sự ăn năn và thay đổi chân thật lời của đức chúa trời toàn năng hoàn toàn phê bày biểu hiện của những tâm tính bại hoại của con người chẳng hạn như tâm tính kiêu ngạo dối trá và tà ác cũng như động cơ và sự uế tạp trong đức tin kể cả những suy nghĩ và cảm xúc sâu thẳm và kín đáo nhất tất cả những việc này đều bị vạch trần sâu sắc đọc những lời của đức chúa trời toàn năng cảm giác như đức chúa trời ở ngay đó trực tiếp phán xét chúng ta chúng ta thấy con người ô uế bài hoại xấu xa của mình bị đức chúa trời vạch trần hoàn toàn khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vừa phán xét con người bằng lời của Ngài, vừa sắp đặt những hoàn cảnh thực tế để phê bày chúng ta. Sau đó thực tế sẽ tịa sửa, xử lý và thử luyện chúng ta, để chúng ta có thể kiểm điểm và hiểu bản thân. Chúng ta bị thực tế phê bày, rồi sau đó được lời Đức Chúa Trời phê bày và phán xét. Chúng ta càng thấy rõ ràng sự xấu xa của mình khi ta sống theo bản tính sa tăng. Lòng chúng ta đầy hối hận và căm ghét bản thân, và dần nảy sinh sự ăn năn thực sự, tâm tính bại hoại của ta sau đó được làm tinh sạch và thay đổi. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nghe những lời của Đức Chúa Trời phơi bày tâm tính bại hoại của con người, để thấy rõ hơn cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét của Ngài. Đức Chúa Trời toàn năng phán. Những việc làm của ta nhiều hơn lượng cát dưới biển và sự khôn ngoan của ta vượt hơn hết thầy các con trai của salomon vậy mà con người đơn thuần nghĩ về ta như một thầy thuốc chẳng đáng quan tâm và một người thầy vô danh của con người rất nhiều người tin vào ta chỉ để ta có thể chữa lành cho họ rất nhiều người tin vào ta chỉ để ta có thể dùng quyền năng của ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ và rất nhiều người tin vào ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ ta rất nhiều người tin vào ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ ta rất nhiều người tin ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến rất nhiều người tin vào ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng rất nhiều người tin vào ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến khi ta chút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui bình an mà họ từng sở hữu con người đã trở nên hoài nghi khi ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng mối nhục của con người biến thành sự giận dữ khi con người nhờ ta chữa lành cho họ ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ con người đã rời khỏi ta mà theo đuổi cách của các y thuật hắc ám và tà thuật để thay vào đó khi ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ ta Mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, ta nói rằng con người có đức tin ở ta bởi vì ta đã ban quá nhiều ân điển và có quá nhiều thứ để thu được. Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì kết quả là mặc dù họ đã nghe về sự quản lý của đức chúa trời nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy càng không nhận nó như một phần trong đời sống của họ những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo đức chúa trời và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này đối với họ không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào đức chúa trời để nhận lãnh ơn phước. Đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thở ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình họ hy sinh tuổi trẻ từ bỏ gia đình và sự nghiệp và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình vì mục đích cuối cùng của họ họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình quan điểm về cuộc sống của mình và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào đức chúa trời họ xuôi ngược để quản lý những lý tưởng của chính họ bất kể con đường có xa xôi và bất kể bao nhiêu trông gai và trở ngại trên đường họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ liệu đó có phải là đức tin của họ nhằm làm chứng cho đức chúa trời mà không tìm kiếm phần thưởng liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được ý muốn của đức chúa trời hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của đức chúa trời mà vẫn cho đi quá nhiều thì đó hoàn toàn là một phép màu bây giờ hãy thôi bàn thảo về những người này đã cho đi bao nhiêu tuy nhiên hành xử của họ rất đáng để chúng ta phân tích ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu đức chúa trời lại dâng hiến quá nhiều cho ngài trong việc này chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được mối quan hệ của con người với đức chúa trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước nói thẳng ra nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế chỉ là sự đổi trác chẳng có yêu mến hay được yêu mến chỉ có sự bố thí và thương xót chẳng có sự thấu hiểu chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối chẳng có sự thân tình chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua bây giờ mọi thứ đã đến mức này ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với đức chúa trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân tại sao các ngươi chưa được sự khen ngợi của đức chúa trời tại sao tâm tính của các ngươi lại ghê gớm đối với ngài tại sao điều các ngươi nói lại khiến ngài căm ghét ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành các ngươi tự ca ngợi mình và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự vâng phục đôi chút và trở nên khinh thường đức chúa trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó để đón tiếp đức chúa trời các ngươi đòi tiền quà và những lời ca tụng các ngươi đau lòng khi cho đi một hai xu khi các ngươi cho đi mười xu các ngươi muốn có phúc lành và được đối đãi khác biệt thật chướng tài gài mắt khi nói hoặc nghe về nhân tính như của các ngươi có bất cứ điều gì đáng khen ngợi trong những lời nói và việc làm của các ngươi không những ai thực hiện nhiệm vụ của mình và những ai không thực hiện những ai dẫn dắt và những ai theo sau những ai đón tiếp Đức Chúa Trời và những ai không đón tiếp. Những ai bố thí và những ai không bố thí. Những ai giao giảng và những ai đón nhận lời. Và những điều tương tự, tất cả những người như thế đều tự ca ngợi họ. Các người không thấy điều này buồn cười ư? Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời. Ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có giá trị các ngươi vẫn khoa trương như thế các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao với ý thức như thế này các ngươi làm sao thích hợp để giao kết với đức chúa trời các ngươi không sợ cho mình ở tình cảnh này sao tâm tính của các ngươi đã bị hư hỏng đến mức không thể tương hợp với đức chúa trời như vậy, đức tin của các ngươi không buồn cười sao? Đức tin của các ngươi không trái với lẽ thường sao? Người sẽ tiếp cận tương lai của ngươi như thế nào? Người sẽ chọn con đường nào để đi? Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn. Họ đã trở thành một con quỷ chống đối đức Chúa trời, đến mức sự giấy loạn cùng đức Chúa trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử. Và thậm chí, chính con người cũng không thể kể hết về hành vi giấy loạn của mình. Bởi vì con người đã bị Satan làm cho bại hoại sâu sắc. Và đã bị Satan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời. Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài và khi họ không thể nhìn thấy đức chúa trời họ cũng phản bội ngài như thế thậm chí có những người sau khi chứng kiến những sự rủa xả của đức chúa trời và cơn thạnh nộ của đức chúa trời vẫn phản bội ngài và vì thế ta phán rằng ý thức của con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó con người mà ta nhìn thấy là một con thú đội lốt người họ là con rắn độc và cho dù họ có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt ta thế nào đi nữa ta cũng sẽ không bao giờ thương xót họ bởi vì con người không nắm được sự khác biệt giữa trắng và đen sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật ý thức của con người quá tê liệt nhưng họ vẫn ao ước có được các phước lành Nhân tính của họ quá đê hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với ý thức như thế, họ có thể làm vua của ai? Với nhân tính như thế, làm sao họ có thể ngồi trên ngai vàng? Con người thực sự không biết xấu hổ. Họ thật là những kẻ đê tiện tự phụ. Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phước lành, ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi ngươi có những gì cần để làm một vị vua không ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phước lành không chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời ngươi đang ảo tưởng lời của Đức Chúa Trời toàn năng vô cùng thực tế và lời nào cũng rất thật. Dạch trần sự quái thập và động cơ hèn hạ trong đức tin của chúng ta, cũng như dạch trần bản tính trong đó Đức Chúa Trời. Chúng ta hay nghĩ rằng mình có thể hy sinh chịu đau khổ và trả giá cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta tận tụy và dân phục và có thể được Ngài chấp thuận. Nhưng qua sự phán xét trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta kiểm điểm và hiểu bản thân và thấy rằng mọi hy sinh của chúng ta đã bị ô uế và chỉ vì muốn nhận lại phước lành. Khi Đức Chúa Trời phù hộ chúng ta được sống bình yên, chúng ta quý phục Ngài và công tác cho Ngài. Nhưng khi những sự đau khổ và thảm họa xảy đến, thì chúng ta hiểu lầm Đức Chúa Trời và quán trách Ngài không bảo vệ chúng ta, và thậm chí ngừng công tác cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng đức tin và sự hy sinh của chúng ta thực tế hoàn toàn mang tính đội chác để đòi lấy ân điển và phước lành từ Ngài. Đây chính là lừa gạt Đức Chúa Trời và lợi dụng Ngài. Chúng ta thật ích kỷ và thật xảo quyệt. Chúng ta không có lương tâm và lý trí, không xứng đáng được gọi là con người. Ô uế và bại hoại như vậy, nhưng chúng ta vẫn mong được ban phước và bước vào vương quốc của Ngài, thật là đáng hổ thẹn và không có lý trí. Những lời phán xét và dạch trần của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy tâm tính công chính, tâm tính thánh khiết không thể bị xúc phạm của Ngài. Nhưng những gì Ngài yêu cầu của ta là sự chân thành và tận tụy. Vì có đức tin và thực hiện bổn phận với động cơ và sự quế tạp như vậy là đang lừa gạt và chống đối Đức Chúa Trời. Ngài khinh ghét và gây tẩm việc đó. Đức Chúa Trời không công nhận kiểu đức tin này. Thông qua sự phán xét trong lời của Đức Chúa Trời, cũng như việc bị Đức Chúa Trời xử lý và thử luyện nhiều lần chúng ta cuối cùng có thể thấy lẽ thật về sự bại hoại của mình. Ta thật lòng cảm ghét bản thân và cảm thấy hối hận, cuối cùng phủ phục ăn năn trước Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể thấy sự công chính của Đức Chúa Trời và đằng ngài thực sự nhìn thấu tâm can của chúng ta, đồng thời hiểu rất đỏ chúng ta. Chúng ta hoàn toàn bị thuyết phục và sinh lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Quan điểm của ta về đức tin hoàn toàn thay đổi. Chúng ta tiếp cận bổn phận một cách thuần khiết hơn mà không có những hầm muốn quá đáng. Ta quy phục sự ăn bài của đức chúa trời và chúng ta thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Bất kể đức chúa trời có ban phước cho chúng ta hay không, chúng ta có nhận được phước lành của dân quốc hay không, khi chúng ta thấy được bản chất của chính mình, chúng ta sẽ không còn kiêu ngạo giống như trước. Ta có lý trí hơn trong lời nói và việc làm, biết tìm kiếm lẽ thật và quy phục lẽ thật đây chính là sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời dần dần làm tinh sạch và dần thay đổi sự bại hoại của chúng ta. Những ai đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời thực sự biết một điều rằng công tác phán xét thời kỳ sau rốt của ngài thực tế như thế nào làm tinh sạch và cứu rỗi con người hoàn toàn ra sao. Nếu không có sự phán xét và tỉ sửa này của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được sự bại hoại của mình mà ta sẽ bới tắc trong phạm tội và thú tội, phạm tội ban ngày và thú tội ban đêm. Nghĩ rằng ta có thể bước vào dân quốc của Ngài vì đã được tha tội, rằng ta đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Như vậy thật quá ngu muội và thảm hại vô cùng. Nhờ sự phán xét của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể thật sự hiểu bản thân. Chúng ta biết được rất nhiều lẽ thật. Nhà tâm tính bài hoại được làm tinh sạch và thay đổi. Đó là một sự giải thoát rất phi thường sự phán xét về hình phạt của Đức Chúa Trời cho chúng ta rất nhiều thứ. Chúng là tình yêu chân thành của Đức Chúa Trời dành cho tất cả chúng ta, sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. đã ba mươi năm từ khi Đức Chúa Trời toàn năng bắt đầu bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của Ngài, và đồng thời Ngài đã hoàn thành một nhóm những người đã thắng trước thảm họa. Đó chính là những quả ngọt đầu tiên. Việc này hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri trong kinh thánh chiên con đi đâu những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chi con. Những người được Đức Chúa Trời chọn đã trải nghiệm sự phán xét hành phạt và tinh luyện của Ngài. Tâm tính bại hoại của họ đã được làm tinh sạch và họ cũng thoát khỏi những thế lực sa tăng. Họ đã quy phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài Nhưng sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những trải nghiệm và chứng ngôn của họ đã được chuyển thể thành phim ảnh và những đoạn phim ngắn được đăng tải lên mạng làm chứng cho công tác phán xét thời kỳ xấu rốt của Đức Chúa Trời trước toàn nhân loại xóa bỏ mọi nghi ngờ ở trong lòng người xem. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã được truyền bá tới tầng chân trời góc bể. Dân sự của Đức Chúa Trời đang truyền bá những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sự truyền bá được đỡ của Phúc âm vương quốc đã đến với chúng ta. Rõ ràng, Công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời đã thành công vang dội. Đức Chúa Trời đã đánh bại sa tăng và giành mọi vinh quang. Đúng như lời Đức Chúa Trời toàn năng phán. Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét và hành phạt hầu cho con người có thể đạt được kiến thức về Ngài và vì lời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài đều không được phép xúc phạm và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời thành một kiến thức mới. Vì lời chứng của Ngài và vì sự quản lý của Ngài nên Ngài công khai toàn bộ về Ngài. Do đó cho phép con người thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình và lập chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời nếu thế nhân thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời và hợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong tâm tính con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của sa tăng và khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu cho công tác của Đức Chúa Trời. Một chứng nhân của Đức Chúa Trời và là người hợp lòng Đức Chúa Trời. Ngày này Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài trên đất và ngài đòi hỏi con người phải đạt được kiến thức về ngài, vâng phục ngài, làm chứng cho ngài, để biết công tác thực tế và bình thường của ngài, để vâng phục mọi lời phán và công tác của ngài, những điều không phù hợp với các quan niệm của con người và để làm chứng về mọi công tác ngài thực hiện để cứu rỗi con người cũng như mọi việc làm mà ngài hoàn thành để chinh phục con người. Những người làm chứng cho Đức Chúa Trời phải có kiến thức về Đức Chúa Trời, chỉ có loại lời chứng này mới chính xác và thực tế. Và chỉ có loại lời chứng này mới có thể khiến Satan hổ thẹn. Những ngài có thể đứng vững trong công tác phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Nghĩa là, trong công tác thanh tẩy cuối cùng, sẽ là những người bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng bên cạnh Đức Chúa Trời. Như thế, tất cả những ai bước vào sự nghỉ ngơi sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Satan và được Đức Chúa Trời thu nhận sau khi trải qua công tác thanh tẩy cuối cùng của Ngài những người này cuối cùng cũng đã được Đức Chúa Trời thấu nhận sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Mục đích chính yếu trong công tác hành phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là thanh tẩy nhân loại và sửa soạn họ cho sự nghỉ ngơi cuối cùng. Không có sự thanh tẩy như thế, thì không ai trong loài người có thể được phân chia theo loại thành các loại khác nhau, hoặc bước vào sự nghỉ ngơi. Công tác này là con đường duy nhất của loài người để bước vào sự nghỉ ngơi. Chương trình ngày hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, quan ngân quý vị để lại bình luận bên dưới video. Hãy tiếp tục tham gia cùng chúng tôi để có được sự giúp đỡ thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại.